cô nào? Cô nào? Cô nào? Nhất là rơi rơi. Tụi chuột, thằng nói cậu ra dạng. Tụi mau nhắc sao lòi ra. Dạ, cô. Đụng cái đầu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chuyện gì vậy vậy? Trời ơi, sao nó chạy gì mà mất dép không? Chô, nó chạy gì mà sao nhìn nó bỏ dép lại luôn. Dạ. Hello, xin chào hết tất cả các bạn nha. Thì lại là Hân đây các bạn. Thì hôm bữa giờ mình cũng bận công việc gia đình, với lại là buôn bán kinh doanh cuối năm nên cũng bận quá, cũng ít ra video cho anh em xem nha. Thì đồ giới thiệu bạn đây, cây mai của mình đây. Cây mai đây của ông già mình trong này mọi người. Mỗi lần Tết đến xuân về là mình thấy mai là mình nhớ ông già mình. Mà mình nhớ ông già mình á thì tự nhiên cái chợt bữa nay cái mình nhớ thêm mấy thằng đèo chày ở bên Trung Trẻ Trâu với lại Cố Ngu nữa. Đó, nên mình quyết định là mình sẽ làm một cái màn troll để mà mình dạy cho mấy thằng đó một bài học anh em. Nhưng mình phải dạy, mấy thằng đó là phải dạy. Bạn hiểu không? Mình phải dạy, mình dạy nó từng ly từng tí. Mình dạy để cho nó nhớ ra những cái ông lớn rồi nó nhớ ra những cái câu chuyện của cuộc sống đó, nó bỏ bớt cái tính bỉm, nó bỏ bớt cái tính tham mà nó quay về nó làm một con người tốt giống mình nè anh em. Đấy, bạn thấy nhìn mình vậy anh em biết người tốt rồi đúng không? Nhưng mà cái màn này á mình phải nhờ bà già mình à, mình nhờ bà già mình một chút xíu thì mà mới bay ra hả. Ý là giờ con có một cái màn một video đây hay lắm, nhưng mà con sẽ chọc mấy thằng anh em thằng Trung rồi á, mấy đứa ông bắt giấy rồi á, ông rêu rồi á. Mà giờ là con sẽ nói trước má vậy, giờ con tắt cái máy quay xong con bàn nha. Rồi xong rồi chút xíu nữa má cứ y xì kịch bản nó má ra. Mình nói thiệt anh em, chỉ cần mà cái video đây mà mình với bà già mình phối hợp là mình nói là mấy thằng đó chỉ có đái trong quần. Còn nếu như mà yếu nữa là nó yếu trong quần. Vậy rồi, mình thiệt với bạn luôn, mình chắc chắn cái điều đó luôn á. Chứ giờ mình ném, mấy thằng đó là ném trong tay rồi nè, mình biết hết rồi. Hầu vậy nha anh em. Mình sẽ cái máy quay ở đây nha anh em. Để cho mình dẫn hàng nó vô chiều sâu nha các bạn. Các bạn đón xem clip của mình nha. Hứa hẹn đây sẽ là một ngày đen tối và cực kỳ đen tối dành cho mấy người đó nha anh em. Let's go. Đây này, vô nước này. Vô đây. Vô đây, giờ nó vô đây. Chưa. Nhà cửa gì? Cửa. Sao cậu biết là sao không sai lại không nào? Em nhiều làm nhiều quá. Vì sao? Chứ mà làm gì vậy? Đừng nhận sáng chứ. Mà chối một mét ông bà. Ông nào không hoa nào? Bà với bà nậu chứ ông nào? Bà với bà nậu chứ ông nào? Nó nhỉ? Tự nhiên nhắc ông bẻ đây ông nào? Nói gì, không cần gì đâu. Cái mày sợ vậy? Ý là ban ngày làm cái gì rồi. Ủa chứ mà làm gì thì tay chân chung mà bày đấy. Thôi đây là dấu hiệu nè. Mửa giờ bán nước kho được không? Thấy các người ma da. Mửa giờ bán được cái đơn nào cũng đầu cũng bông không. Ủa? Thế là nó có ma hả? Chứ bây giờ ông mua 100 mũ nè, ông mới mua 100 mũ. Bây giờ ông cho có ông anh kia. Đụt vậy mà ông mua cho đối mà không. Mày ông anh nữa, thâu chưa biết chừng nào ông anh đó đâu. Sao nó mệt như vậy? Bây giờ em bán hàng cho anh đúng không? Là cũng ra hàng, bây giờ ông anh kia mua cũng ra hàng chứ liên quan gì mày sợ. Bây giờ mẹ sao ông kêu vô lên nói tôi ớn chứ. Mà chết độ mình là ai, ai mới nói vậy? Không ý mẹ. Ông bắt hắn được mơ. Mày lãng tay á, nhiều hồng mày già lắm hỏi ai khôn á. Nước yêu sao không? Vậy đừng nhiều đâu nhẹ nha. Không chỉ nó bỏ qua mẹ. Ngồi vô. Bông đèn kia gió sáng chúa là.
Không, cái chuyện làm anh ai đi ra ngoài đường xá nói mày ngẩn nhà chứ. Giờ nói với con Phan kìa, ông tên Thanh Lịch. Thanh Lịch ông ơi, kiều Singapore, anh người 100 trang. Thì ông tặng cho mấy đứa này, mỗi anh em mừng mua cân trùng cây trâu. Cú ngu tiêu huy, cú ngu. Ê, em dành với mày, thì ở ai cũng vậy không mà mua của em thì có bé không? Mày đề đường làm của tao mấy năm nay đây rồi nha. Ờ, thì ủa tôi bắt cái cơ tao máu rèn mấy tháng mày đề mấy này, mày cũng cái mỏ mày, khấu nghiệp. Bây giờ nâng anh ứng tiền trước rồi em đưa 100 chai rồi anh gì à? Tao tiền đâu ứng. Ừ. Thì ông nói một tiếng nữa ông tới thì không. Bây giờ nhà anh em vui vẻ nha. Bên cuốn mua 50 chai, bên mày 50 chai rồi không? Đối với tao chung dễ như nào vậy? Cái đồng con dễ là đòi lẹ liếm. Tám rắn. Đòi lẹ liếm hết dễ mà biểu sao ai chịu được dễ một kêu hớ đấy. Vậy giờ tao lại là cậu bán không? Vậy tao tao gọi ông khỏi bán mẹ. Anh kêu ông quê, anh kêu quê. Ông nói thằng nhau cho uống nước rồi mà không có tầm tiếng nữa ra. Ông nói tầm một tiếng nữa ông tới. Nghe là chứ không anh? Mày không lớn như kiều đồ, tao phải thích đại đàng hoàng cho ông 100 chai mà mày tướng ông 100 chai sao mà. Mà 100 chai đó là ông cho mỗi vợ chồng là 2 chai, còn lại muốn cho mấy đứa. Làm từ thiện nữa, tôi nói mày đụng ra hàng, có tiền có chuyện tốt nữa mày. Đáng đi. Không, đừng nói nhiều quá, bác thì ớ, còn bác thì tao báo lại ông ngày mai nha. Mà nhiều hầu ông đâu ý gì đâu. Ý sao anh không coi ngó rồi nhà cửa rồi kiếm tiền rồi sửa sang lại cho nó sang trang hơn không? Sao nhìn gì cái chuyện đi nhỏ rồi tùm lum để làm được rồi tới được không? Thì cũng tính sửa nhưng mà bà nậu và kêu thâu đỡ vậy cũng được con. Nhậu em. Nhậu uống nước cái nhậu gì? Nghe anh nhìn mũi không? Mũi gì mà mũi mày sao cái tính mày đa nghi quá? Dạ đây để đưa can nước này. Rót nước uống làm gì? Có ba người mà rót như 5 ly. Ngày nào tao uống mà tao phải có 2 ly cho ba với bà nậu với ông khăn nước sao mày? Tao uống mà tao phải có 2 ly cho ba với bà nậu với ông khăn nước sao mày? Gì bè? Mẹ ẩu nha, mà đâu ẩu á. Mày nhiều ba người đi rút 5 người không? Dạ. Mà nậu. Nậu nước ném ấy. Dạ đơn giản xuống phù quá như pha. Ngồi ở đây mình tí. Nút đường ấm mẹ gì không? Dạ rồi dữ ông nặng ông dữ ba mày mà nậu ông bác với mày nậu đâu ông thần nậu ba ngồi đó ông tung ấy ẩu ấy uống vui. Dạ con uống này về giỡn nữa ông nghe ông nói được. Đừng mà chứ tao với côn tao cũng dọn lên hai chiếc hai đũa mà đi uống nước cũng vậy chứ. Ê đừng có dọn mấy cái món đồ nghe không nậu. Sao tụi mệt hàng đi với mày. Ngọc xuống mày thư đi chắc. Thôi ông tự gái đi luôn. Vậy là không bán nước kho đúng không? Bán thì ngồi xuống chứ. Kêu anh em vô là đỡ. Cái món làm anh ông ngồi hai ly đó ai dám ngồi không? Tôi không ngồi không đi mẹ mày chứ. Người làm với người vương mà sao không ngầu hai trung trẻ nữa. Thôi đỡ cơn em bán. Khỏi bán mày chứ không, tôi còn bán thì đâu à? Thì ngầu chứ làm gì mà bán thì ngầu mà không bán là thâu trước đây ít. Vậy anh chơi cây không? Bò. Chứ giờ gì chứ? Ngầu đi anh chơi cây. Giờ tôi xuống lấy cây rồi tôi lấy đây. Một trăm chai mà giờ ngầu dài vậy, mấy anh tao cũng sợ thấy giờ đi. Mày đừng có khóc. Cái mỏ mày à? Không biết đi đâu trong đeo ở kia xét xuống rồi ngọt tàu một tí rồi ra sao. Vô hôm nay mà cứ dài không? Mày nghe không? Hèn gì, ông không xây cái nhà đúng không? Dạ, nhà kỷ niệm mà. Bên này bên mạng mà dày, bên tiền châu ớt đó. Nào, cây gì? Nào, anh Hân. Bà quài bà Hân kìa. Bà nụ chứ. Đụng rơi nước rung cả mày. Cái tay mày đụng mà làm mất con mày. Mày rung quá mày đâu biết đâu. Mà rung dữ em. Ôi, anh ơi. Đem chai nước hoa là 1 triệu anh. 10 triệu anh dưỡng giùm em luôn anh.
đi chứ. Chiều con. Hai đứa. Chiều bác. Về sao có ai lo vậy? Ai lo. Bà nấu á. Bà nấu á. Bà nấu á. Mày nấu mì đây đấy mày. Gì vậy? Chừng em không anh chiếu khó nha em chém chai em kia. Cái dụng gì vô bán kho mày chứ vậy? Chứ em đỡ em vậy anh chứ. Bài nấu anh lạnh rồi bài cám theo hả? À. Chuyện đó là chuyện thường ngày ở nhà anh. Thế? Còn mày không nhau. Tao cũng nghe quen. Để hả? Bà, dạ, ba cái này. À dạ dạ. Ngọc cái gì vậy? Là yêu mà tao dám ngầu. Đi bạn cái gì vậy? Dạ, đây đây. Ê, đấy cái nó hơi chua nào. Vậy cái gì vậy? Ngọc trâu dạ, này. Ông đừng thấy tụi tôi yêu ông với chồng nha, tụi tôi chưa sợ gì nữa đâu nha. Tôi cứ vợ nghĩa địa nha. Ông đừng có hôi nào. À. Hả? Chị cho cây với mày nậu ấy. Ba nữa, có ba nữa. Ba, em muốn lấy muối nậu. Em xuống lấy gì muối muối muối. Ba đâu? Đây, đây, em nghe. Ê, ăn của em này. Chụp bà thôi mà. Cái này vợ còn muốn mua, vợ chứ đâu à. Lột cái ba ấy. Yeah. Không. Ra lấy đồ. Còn gạo nó kêu cái ai mà nhà ông gơ dữ không? Chút không nên là xeo có tiếng tư phía tám phương vậy. Ngọc của em kêu ông khác kêu quay. Kêu ông quay ông chuyện có đây. Nhưng mà ông nhớ tôi em chắc nãy ông ba ông nói là ông thích em trong chuông. Thế? Đây. Ông chuông nhà đúng là ông vợ con. Ông đâu? Ông đâu? Đúng rồi. Ủa anh thấy nè. 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 Dạ dạ, nó bị khùng hả má ba? Ủa. Ba không nói sao anh cứ chấm khùng lên giờ anh bơi đi. Trong phim phải vậy mà. Cứ nói luôn rồi sao dạ, anh nói gì. Nói chung là đứng tắt hay nói chi nó bị khùng chứ. Ủa bà nói chịu à? Ngon đúng không nậu? Nậu. Chú à. À, bà nấu kiếm cái ring nữa, nhai đều học bà đỡ bài. Nấu anh cam đi, cái gì vậy? Chuyện này không đơn giản không nha. Anh làm gì đâu, đơn giản nha anh em mà. Ai dám vô nhà ông nữa không? Dạ, không, không có sao nó bị khùng. Dạ, ai kêu em lấy đồ vậy? Bình thường ấy lẩu. Bình thường sao tay chân luôn cầm cầm đấy. Sao con vợ nó ớn luôn hay vậy? Thì chứ có sao đâu, bình thường mà. Dạ không, dạ không, không. Dạ bác. Thưa bác, bác dạ. Con ngồi. Ông nói ngồi xuống. Ông ngồi chỗ nào chứ? Mày ngồi xuống chưa đó. Bởi vì chỗ nào tôi biết tôi chào chứ. Đây. Đúng. Cái này. Khủng hào em, khủng hào nha. Dạ không sao hả, không có sao hả. Không sao hả. Ngồi xuống, ngồi xuống. Hôm bữa thằng Thanh cũng vậy á, vô đây. Dạ biến cái rồi dẹp tiệm luôn. Không tin nữa. Là nó không thua nó. Đúng rồi, phải tin, em phải tin. Dạ dạ, không có do con nói tao. Đúng rồi, nước nó rung mẹ, đúng không? Đúng không? Đúng không? Mẹ nào mẹ bị ấy, mẹ quấy tay luôn rồi à. Quấy tay luôn rồi à. Dạ, hai mẹ nó khùng à. Quấy tay. Mận. Dạ dạ, dạ, không luôn. Nó nói cái đầu. Không bây giờ được, bà nấu quá là đừng nói chuyện với bà nữa, đứa bà nữa. Ê, liền nước nó rung rồi, chết rồi, con lỡ. Đừng có dạt biệt. Ngọn nào, cái ngọn đó không?
Anh kia chừng nào quê anh. Quê cho. Nói xấu giờ nhìn rõ rõ qua. Nói rõ rõ là sao? Trên trời này mà chưa đủ rõ nữa ấy. Đúng giống như đụng con anh ấy. Nói chung vui. Để mẹ, mẹ anh mua thuốc cho mẹ uống đi, đang cung thuốc đi. Đó, em cũng thuốc dạ. Nó có viêm cổ anh ổng. Viêm? Để tôi nghe mà. Viêm cổ ấy. Bị ho ấy chứ đây. Đợi đi qua. Gọi áo ấm rồi xuống. Gọi áo ấm rồi. Thời gì vậy? Con quý vậy là tôi bắt khô rồi ai. Giờ hai em ngồi đây. Anh đi ra xem luôn anh. Đi ra xem luôn anh. Đi ra xem anh. Đi ra giờ sợ quá. Đi làm việc. Dạ là không bán nữa em ơi. Bán cho anh. Ờ vậy thôi, còn cái gì đỡ ngoài bán nữa vậy. Chứ nó chia kia mà. Vậy thôi tôi nghe. Tôi ngừa nó nữa. Thì ngồi lại đi. Lần xuống cỏ thứ gì, cỏ gì em không cảm nhận dạ. Mặt mé lên như là mặt. Mặt mé. Sáu giờ gần 6 giờ ấy chạm dạng quá anh. Đã chạm dạng rồi. Chạm dạng rồi anh đông rồi. Em khỏe không chứ đó, bữa giờ chắc vui lắm ha. Ở quên buồn lắm chứ. Mày đâu tết tôi về chơi với con. Ông không mà vậy luôn, không thành mất hồn đâu. Yeah. Yeah. Sao ông nhỉ? Cứ vang vang cái tiếng gì mày? Đừng đi vậy. Không nấu mà nấu. Ông bác cái bà nấu đang tâm sự với nhau. Sao có tiếng em biết nữa đâu? Ơ, cái gì vậy? Ờ, chị đó gì? Không lắm á. Nhanh về hai lần thêm con cháu được rồi. Chuẩn bị bếp cái gì là luôn vậy. Không giờ đâu ai chơi với ông Năm. Đâu ai dám vô. Hèn gì bữa giờ nhiều không dám vô. Thầy tợ không dám vô. Mà ông Nhiều Năm cái tiền nhậu với ông Nhiều biết rồi mà. Anh ơi. Quá ba. Sao mà lấy đồ dép của mình mà đá vô đây vậy? Giỡn dữ vậy, giỡn vậy. Dạ dạ không. Còn mới ra mà không đi dắt đâu dắt. Dạ dạ. Trời ơi, ba không đi được một ngày nào. Bà. Vậy là ông đi đeo vậy. Còn mới ra không dắt đâu dắt em đấy. Ông dèo quá, ông dắt dắt rồi. Người cái đầu do anh mà hết cái người anh gì. Rồi anh cái đầu gọi hột không đấy. Anh ẩm bà nậu đi anh. Chứ mẹ đi cũng nấu mà. Nhà anh là vậy á, em hiểu không? Nói chung là quý không có đi. Ở luôn nhà anh to mới vậy mai này chủ ta nói mày mới đúng cái hộp bọc cua xuống dưới chuẩn bị giờ sốc này giờ ai ai nữ ra tầm khoảng 20 phút nữa em tin ở đây ai sốc ai nữa đi tao sốc tao cho được nào mày tao cho bà già mà chứ nè hiểu không là âm hôn em. Dạ dạ đừng có nói tao bậy đừng có nói gì hết đừng có nói gì hết. Dạ dạ là không nói nữa em cứ ngồi đây nửa tiếng rồi. Trước kia ai đâu mà giữ anh, ai đâu giữ anh. Con cô mà. Con nào? Cô nào? Nhất lại rồi. Tụi chụp, thằng ngón cậu ra dạ. Tụi mới nhắc sao lòi ra. Dạ. Cô. Đụng cái đầu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời sao nó chạy gì mà mất dép không? Trời nó chạy gì mà. Sao gì nó bỏ dép lại luôn. Vợ. Lấy lại cho làm gì? Trời em làm gì cũng quá vợ. Ngầu ở trong đó rồi lại làm giật mình. Anh thuộc anh cũng giật mình chứ sao đó giật mình. Điên bà thầy nó bị chạy. Mấy ông mới sợ chứ. Trời chạy mất dép ngã gớt này luôn. Ui trời. Sợ liền, đáng quần liền như đâu. Nước ở đâu vậy? Thâu đâu? Gì vậy? Chưa! Chưa mày còn đáy quần luôn. Ủa cái gớ này nè anh ngầu ta? Linh! Nhưng Linh ngầu với bác trái, bác trái, đúng không? Gớ này gớ thằng Bi. Ủa gớ này gớ bác trái. Ui xô, đây nữa nè. Chưa, chả nó đáy gì vậy mà nó nhíu đây hết vậy. Chưa. Ngầu ngầu
Ui xưa. Thôi. Tuyệt vào nó thiệt, lâu lâu chơi một bữa nó đã gì mà nó đã. Trời, chắc mấy ông không dám vô nhà mình, chắc mấy ba năm nữa anh. Thiệt là cho nói, chắc nó dám vô thiệt là cho nói. Ui xưa. Thôi ok anh em nha, nó giỡn chứ các bạn vui á. Làm chủ yếu là hai vợ chồng mình với bà già mình. Trôn mấy anh đều chạy đó. Trôn mấy anh đó cho một bữa cho nó đái trong quần cho vui. Bà mình biết ngay mà, tụi nói là mấy thằng nhắc chết đúng vợ. Nó nhắc chết nên là bị trôn này là nó sẽ rất là sợ. Không, cho mày tâm lý ai cũng sợ. Thì sợ chứ sao, nhưng mà vẫn bình thường chứ mình biết mình trôn thôi chứ có mình nghĩ gì đâu. Bây giờ mình đứng đây mình chờ tụi nó nha anh em. Vợ phát hiện ra đâu, vợ một cái quần nước mẹ kia mà. À chính rồi em, chính xác rồi. Chính xác là dai đái đầu. Mới chạy cái dèo qua kia mà cái quần cái đít ước mẹp mà ai vô nữa. Ủa chứ bây giờ dẫn tổng vậy. Nó tụi nó đái, đối với tụi nó là đái bình thường. Nhưng mà lâu lâu mới chơi được nó lần đái vô giữa vậy đái rồi. Chứ sao nữa. Thôi ok anh em nha, bây giờ cũng đã 6 giờ tối rồi. Giờ hai vợ chồng mình sẽ nấu cơm và ăn nha anh em. Chúc tất cả anh em xem clip thật là vui và sức khỏe nha. Bye bye tất cả bạn nha. Bye bye. Bye bye. Can't